Sáng ngày 11 tháng 9, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến hai trẻ em tử vong xảy ra trên địa bàn phường 10, quận Gò Vấp. Danh tính hai nạn nhân được xác định là bé gái PTBT 10 tuổi và bé trai PTBP 6 tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông PBP 33 tuổi và bà TTTT 30 tuổi rời khỏi nhà của mình tại địa chỉ 204/44 Thống Nhất, phường 10 để đi chợ đầu mối Bình Điền, trước khi đi đã khóa cửa ngoài để hai con ngủ bên trong nhà. Đến khoảng 3 giờ 15 phút, hàng xóm bất ngờ phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội từ căn nhà 204/44 Thống Nhất nên hô hoán mọi người cùng lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều 2 xe chuyên dụng cùng 15 chiến sĩ cán bộ tới hiện trường dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện bé T và bé P đã tử vong tại hiện trường. Toàn bộ căn nhà một trệt và gác rộng khoảng 18m2 bị cháy rụi. Theo lực lượng chức năng, căn nhà bị cháy có hai cửa thoát hiểm, nhưng thời điểm đám cháy xảy ra, cả hai cửa này đều bị khóa.